Cái vẩy rau này không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn sự khéo léo. Từ khi lấy vợ, vợ anh bắt anh phải vẩy rau mỗi ngày ấy. Chào mừng các bạn đã đến với khóa tốt nghiệp đi lấy chồng với sự dẫn dắt của mẹ Huy. Mẹ Huy. Mặc dù sự dẫn dắt này có vẻ không đáng tin lắm nhưng mà thôi được. Các bạn thấy đấy, hôm nay chúng ta có một rổ rau ở đây. Và nhiệm vụ của chúng ta là vẩy rau. Vẩy rau ạ. Đây là khóa học tốt nghiệp dành cho các con dâu tương lai. Em sẽ để rau tự khô. Mẹ chồng em sẽ làm đấy. 90% các con dâu thường trượt ở cái bài thi này bởi vì là vẩy rau không phải một kỹ năng đơn giản. Cái vẩy rau này không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn sự khéo léo. Mimi vừa xem lại video rồi rau. Dạ vâng ạ. Đây là flashback của mọi người. Cái đấy là quá khứ. Bây giờ chúng ta đã khác. Vâng. Con mày vẩy rau đi. Anh dậy. Không, anh vẩy. Anh vẩy thị phạm. Thị phạm. Vẩy rau. Đứng dịch ra. Sợ thế nhỉ? Em thấy anh còn hồi hộp hơn bọn em ý. Ui. Ui. Sao anh làm được? Có phải là sau video trước về nhà anh chỉ có vẩy rau thôi đúng không? Từ khi lấy vợ, vợ anh đã bắt anh để vẩy rau mỗi ngày ấy. Em cũng làm được rồi. Em bị kiểu lúc nãy cũng hơi thoát tim đấy. Vậy bạn chị lớn tuổi chị đi trước đi. Con trong mình yêu tôi không lấy chồng được. Nguyên lý hoạt động là gì anh nói? Nhưng mà sao anh thấy mọi người hay vẩy đường trước không? Đúng rồi, sao anh kiểu view kiểu vẩy mà... hai tay nhìn nó không hiệu quả bằng cái kiểu vẩy một tay này. Đấy là kiểu đơn giản nhất. Đấy. Ôi trời. Mình nghĩ lấy chồng đây, chào. Người là người em sợ, cái rổ rau này còn to hơn em nữa. Wow. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là nhưng lớp. Mà anh thử vẩy kiểu từ trước ra đằng sau đi xem. Anh mới chỉ tốt nghiệp kiểu kia thôi, còn kiểu này hơi mới. Nhưng mà kiểu kia đúng không? Vẩy rau thì nói chung là bên cạnh việc vẩy bằng kỹ năng thì mọi người có thể sử dụng công cụ hỗ trợ khác. Mình nhưng mà thực ra là khi mà bạn sống ở trong chung cư chẳng hạn, không có sân vườn thì cái việc vẩy rau rất là bừa bộn, cho nên là mình đã có một dụng cụ vẩy rau như thế này. Hôm nay chúng mình kiểm chứng xem là nó có hoạt động không, hoạt động như thế nào. Bắt đầu thôi. Nói chung là kiểu vẩy rau kia thì chỉ nhà rộng thôi, chứ còn chung cư nhỉ, trong phố thì gần như không làm được. Mang ra đường mà. Ta cả tầng 20-30 chảy xuống vẩy rau. Ra hành lang vẩy, không phải nhà mình đâu được. Hôm nay thì bọn mình sẽ kiểm chứng hai dụng cụ nhà bếp. Vẫn là Mi, vẫn là Mây, với những dụng cụ dành cho những con người phấn đấu trở thành công dân gọi là đảm con dâu quốc dân ạ. Đảm việc nhà giỏi việc nước. Thì cái dụng cụ này đây là dụng cụ salad spinner. À, dụng cụ quay salad. Còn đây sẽ là một cái rổ bào đa năng. Khi mà các bạn mở ra trong này sẽ là cả một thế giới. Nói chung là mình mở ra cho bạn xem. Bây giờ mình sẽ vào cái dụng cụ vẩy rau trước đi. À. Mình thấy là cũng có khá nhiều nhà dùng cái dụng cụ này đấy. Trong cái dụng cụ này thì nó sẽ có đây một cái âu, đây là một cái rổ và đây là một cái nắp. Ừ, một cái nắp. Và cái nắp này có bộ phận để xoay. Đấy, xoay. Khi mà mình lắp nó vào như này. Xong mình bỏ cái đống rau ướt của mình vào. Ui, nước ra này. Đương nhiên rồi. Nhưng mà bao giờ thì nó sẽ khi nào tổ tiên chúng ta bắt được rồi đấy. Nhưng mà không biết là vẩy như thế nó đã khô chưa nhỉ? Khá là khô đấy, mình nghĩ là nếu mà các bạn ăn được rồi. Ừ, nếu mà các bạn để ra để ăn salad các thứ thì thế này là được rồi. Thiện. Như các bạn có thể thấy là nước nó sẽ xuống phía dưới này. Ôi khá nhiều nước đấy. Một dụng cụ kiểu chứng rất nhanh và lại còn thành công nữa. Thực ra là ngay khi mà bọn mình mang cái rổ này về thì bọn mình đã bán lại cho một thành viên trong S Channel. Đây là chị Thu Huyền. Chị vừa đi lấy chồng xong nên đây là một dụng cụ rất là cần thiết với gia đình mới của nhà chị. Đấy, về giá cả thì dụng cụ này có giá là 112.000. Bọn mình vẫn mua trên Shopee. Chứ còn giá thế cũng được, hình như là cả ship rồi thì cũng là 112.000 hay sao. Bao giờ lấy chồng sẽ mua cái này về. Em tưởng lúc nãy em bảo em thích vẩy này. Nếu mà lấy chồng nhà mặt đất và có vườn thì em sẽ tự vẩy. Với cả thực ra là kiểu những cái bộ phận này mình có thể tháo rời ra để vận dụng làm những việc khác nữa ấy. Cái này để làm rổ không được mày. Ừ. Xong cái này để rửa gì đấy cũng được. Đấy, nói chung là mình khá là ưng cái sản phẩm này. Tiếp theo là chúng ta lại đến với một cái dụng cụ mà Mi không hề thích tí nào. Mình có thích không hào hứng tí nào cả. Mình có thích mà. Đó chính là rổ bào rau củ đa năng 11 chức năng. 11 luôn.
11 chức năng. Tôi đọc rồi thấy không biết là còn đúng không, để tôi đếm lại. Đây, chức năng đầu tiên có thể thấy là tách lòng đỏ trứng mi thấy quen đâu. Quen. Ừ, rất là quen, rất là quen. Ta sẽ có một lưỡi bào sợi này. Và rất là hai lưỡi bào sợi này ạ. Sợi to, sợi nhỏ. Cái này là Thái Lan này. Thái Lan. Cũng có hai cỡ. Cái này mình thích cái này nhất. Cái này thấy quảng cáo là bào khoai tây nó ra nguyên một lát vuông. Và cái này là để phục vụ cùng với cái này nè. Cái này giống cái tay cầm ấy thì mình không phải cầm vào củ khoai tây, nó không bị sượt vào tay nữa. Cái này mình phải cắn vào này. Và đây, dụng cụ tiếp theo là dụng cụ nạo rất là thông thường. Đấy thì ngoài ra người ta còn dùng cái này để vo gạo, làm cái gáo múc nước. Còn cái này để đập chồng nếu mà chồng láo. Ôi trời ơi, tôi không phải anh Tân. Cầm này các bạn chửi đấy. Ôi đừng chửi mình mà mình biết là bọn mình kiểu vụng ý. Nên bọn mình cũng chưa lấy chồng ý. Nhiều các bạn mình sẽ không lấy chồng nữa. Cái này thì thực ra là khi mà mình nhìn thì nó không, thấy nó không kiểu, nó không kiểu không một sắc cái lưỡi dao ấy. Ừ, nó không phải là một lưỡi dao ấy. Sẽ có một cái lưỡi kiểu như này ở trên này. Mà nó trông cái này thì nó chỉ là nhựa thôi. Thế nhưng mà nó vẫn nạo được. Chả tín ý. Cũng ok. Bạn biết cái phần lòi ra để làm gì không? Để làm gì? Để cắt mắt khoai tây. Khoét vào cái mắt khoai tây. Tôi thử khoét nhé. Có vẻ không ổn lắm mọi người ạ. Không phải mình yếu đâu, thề, mình thề. Mình thề mình còn cõng được cả anh Tân nhá. Không. Nó khoét khoét nhưng mà mình thấy cái này hơi nhiều khi. Nó móc được. Đây nó móc được. Kiểu cứ lần nào mà mình quay dụng cụ nhà bếp mình đang cảm giác như là mẹ chồng mình đang ở sau camera ấy. Thề luôn. Có bạn còn comment là nhìn mi làm chỉ muốn giật lấy để làm luôn ý. Nếu mà chồng mình cũng nghĩ được như vậy thì thật là tốt. Mình cũng chỉ mong vậy. Mình sẽ thích để dao mình khoét ra hơn. Nhanh hơn, sắc hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái này. Xin lỗi, chúng tôi chỉ là em check thôi mà. Cái dụng cụ quả táo ấy, mình chỉ muốn thử nên mà con này lên không thôi. Thần điêu đại bíp. Mẹ chồng mày ơi, ra đây mà xem này. Ôi trời ơi. Thật ra đến cái phần cuối rồi đó. Nó cứ khó khăn ấy mọi người. Nhưng mà cắt khá mượt đấy chứ. Mượt hơn mình nghĩ. Mình thích cái này là vì nó như nhầy nè. Chắc là hay. Đây này. Mà lát nó không bị dày quá ấy. Nó cũng mỏng. Chứ có lực tay của mình nó chưa ổn lắm nên là nó hơi vụn ấy. Chứ nếu mà mình kiểu quen rồi ấy, nó khá là hay. Trông giống như bim bim nhỉ. Tác dụng đầu tiên, check. Ủa cái sợi nhỏ đâu rồi? Nó ở đấy. Khi mà mình muốn dùng bất cứ chức năng gì của cái máy này thì của cái thớt này thì mình sẽ lắp nó vào giữa như thế này. Wow, cắt siêu ngọt. Trông ra gì ấy chứ bạn, trông giống ở trong mấy cái cơm trộn Hàn Quốc mình hay ăn ấy. Nạo sợi này, sợi nó cũng cũng ra sợi, nó ra không sợi. Bị mấy nhầy như mình nghĩ ấy, khi mà ở trên nó thế kia ấy. Nhưng mà đúng là tiện hơn rất nhiều so với việc mình thái sợi. Thái đến bao giờ. Với tội là mình vẫn chưa tìm ra cách để nó không bị như này. Quả dưa chuột. Chắc đến cái mức này thì mình sẽ lại phải lấy dao ra mình ăn xẻo ấy. Giờ tôi sẽ thử đến thái lát. Thái lát là cái mình phải làm dưa chuột chứ. Không sao, thái lát cà rốt cũng được. Được đấy chứ. Còn cái này thì sao? Nhưng mà mình cần dùng gừng băm ấy thì mình sẽ chà chà cái miếng gừng lên đây. Hôm nay thì mình không có gừng nên là mình không thể mua được. Các bạn xem video quảng cáo nhé. Bao nhiêu tiền dụng cụ này ta? 106.000. Khi mà mình mua một cái dụng cụ tổng hợp ở ngoài chắc có hết 30. Là nó là một cái bàn. Xong rồi mình cũng có từng này cái lưỡi mình thay ấy. Nhưng mà thực ra mình thấy chất lượng dao của cái này nó không ok lắm. Mình thường chỉ dùng được mỗi cái thái lát thôi. Còn lại những cái như kiểu thái sợi hay là các thứ thì mình toàn bị nát thôi. Tức là dao nó không được sắc. Thì cái dao này mình thấy khá là ok. Và thực ra mình thích cái này. Có cái để cầm. Thôi rồi, mua được. Ra cái dụng cụ này thì chắc bọn mình sẽ không mua. Không, tại vì thực ra lúc mà mình nấu những cái món bình thường mình cũng ít khi phải thái lát như này lắm. Mình sẽ chọn những món mà không cần phải thái đúng không bạn? Nói chung là bạn nào có nhu cầu gia đình hay ăn và cần sử dụng thì mua được. Mình thấy là nó hoạt động đúng như quảng cáo. Ok, hai sản phẩm ngày hôm nay đều thành công ạ. Yay. Và bọn mình còn vẩy rau thành công nữa. Đi lấy chồng thôi. Đi kiếm người yêu thôi. Nếu anh xem được video này thì đấy, em biết vẩy rau. Rồi, và thế là ngày hôm nay em check đã kiểm chứng được hai dụng cụ rất tiện lợi mà lại còn thành công nữa. Cho nên là nếu như mà các bạn muốn mua thì hãy click vào đường link bọn mình sẽ để ở phần description phía bên dưới. Và có sản phẩm hay ho thì cũng recommend cho mọi người ở phía bên dưới luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đã dùng hai dụng cụ này chưa? Như nào, có thành công như bọn mình không? Hay các bạn có biết vẩy rau không? Đúng, các bạn biết vẩy rau ra. Các bạn biết vẩy rau chưa? Mình biết rồi đấy.
Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.